Video này nói về đề tài tốt nghiệp của học sinh mình. Có thể những người xem mới đây gần đây thì các bạn sẽ không hiểu là tốt nghiệp là như nào. Thì lúc trước mình có lead một nhóm hơn 100 người và mình sẽ dạy trong vòng tầm khoảng 2 tháng. Và lúc ấy mình dạy free. Thì bất kỳ ai trong một cái nhóm học 2 tháng đấy thì mình sẽ đều đưa ra điều kiện là mọi người danh thấp và cái mức tốt nghiệp của mọi người sẽ dần dần như là MG, MG2, MGE và DMG. Và Flexi thì level 6. Phần lớn tất cả các bài tốt nghiệp đều phải yêu cầu solo đến tầm khoảng 80%. Có một số trường hợp như kiểu là máy ít FPS thì mình sẽ được đặc cách cho qua là sách 5 để tính tốt nghiệp. Với những ai mà đã lên được level 6 hoặc DMG với 100% tỷ lệ solo trong đủ thời gian 2 tháng thì sẽ được tính là tốt nghiệp đại học. Và đây là video mình làm đơn giản chỉ để là kỷ niệm của mình và học sinh của mình. Nó chỉ đơn giản là thế thôi. Mức danh bắt đầu khi học là danh gì? Hoàng La. NOA 4 Thế kết thúc là danh gì? DMG phải hết level 6 Ok, thế thì có cảm nhận gì khi học lớp thầy Tôm? theo thầy Tôm vui, Vui cái nhưng kiểu mà wow. học thầy Tôm vui học được những kiến thức mới về cách giao tiếp, setup bài, đợi đồng đội chứ không có đi ăn chi mình là chết lẻ nữa. Rồi học cách em di tâm nữa, từ khi thầy di tâm thì em đã bắn vào đầu mấy người silver dễ hơn. Game sen thì có kiểu không có ham đấu nữa, mấy pha mà đặt bom rồi thì núp đợi đồng đội tới và cover đồng đội nữa chứ không có đấu skill nữa. Mà cũng bắt bài được là bọn T đến đâu, bọn CT nó hay thủ ở chỗ nào để di tâm cho nó dễ hơn. Xong học học thầy Thơm xong còn có được một người bạn gái nữa, hãy học lớp thầy Thơm để có nhiều bạn gái hơn hoặc là bạn trai, học xong có thể show trình và có thể đoán được con gái đang nghĩ gì, gắm nó ngay cơ. Em muốn gửi gắm đi tới khóa tiếp theo không? Có học học nghiêm túc vào, đừng tập thầy Tôm vậy, thầy Tôm dạy thầy Tôm cho đình chỉ đấy vậy thôi. Bây giờ em đã đạt được cái mục đích của mình thì em có cảm nhận gì không? Thì lúc đạt được mục đích rồi thì mình lại có một mục đích khác, thì thành ra thì mục đích đó cũng không có lớn lao gì lắm. Bye thầy, chúc thầy có một buổi khóa mới vui vẻ. Mức danh bắt đầu của em là Nova 3. kết thúc mức danh của em là mức danh gì? M2 Thế mày là chốt tốt nghiệp là chốt tốt nghiệp Faceit hay là MM đấy? đâu, lúc bắt đầu level 3, xong rồi lúc kết thúc level 5. Thế học thầy Tôm thì em học được cái gì? Chơi game dùng não, không không chơi game bằng bản năng nữa. Biết công ty mà không không chơi cá nhân này, cách nhìn về một về cái game này nó khác. Thế em có điều gì muốn gửi gắm tới khóa sau không? Năm không phá cấu. Trước khi em học thầy Tôm thì mức danh bắt đầu của em là danh gì? Mức trước khi bắt đầu em học anh thì mức danh của em là Silver Master. Thế lúc kết thúc thì danh em danh gì? Lúc kết thúc của em là em danh MG1. Trước khi em học thì em chả biết đánh cơ bản được gì. Sau khi em học thì em biết đánh cơ bản hơn, biết cách đánh T-side, biết cách đặt tâm, biết cách di chuyển, biết cách aim, biết cách chọn góc. Nói chung là chơi game nó bắt đầu tư duy hơn và từ thơ thiên hướng về team đồng đội. Học thầy Tôm thấy hiệu quả không? Có hiệu quả. Từ khi chăm chăm chỉ làm bài tập. Bây giờ em có gì muốn gửi gắm tới khóa 4 không? Em muốn gửi gắm từ khóa 4 là mong các bạn cũng chăm chỉ làm bài tập để anh già đỡ phải mắng và chơi game mang tính đồng đội hơn, không cá nhân. Như đọc script Vâng, em cảm ơn. Em chào anh Tôm nhá. trước khi học thầy Tốt. Tôm thì mức danh bắt đầu của em là mức danh gì? Em Nova 4 anh ạ. Thế lúc tốt nghiệp thì mức danh tốt nghiệp của em là mức danh gì? Thì em vẫn MG rồi vẫn à, quên nhầm, MGE À, bạn bắn solo đúng không? quên mất. Em số tách đủ 5 người rồi, còn solo thì nói chung là trình solo chưa đủ solo được, solo lên MGE Đấy thì hơi tiếc bởi vì nếu mà MGS solo nó sẽ chất lượng hơn. được à, nhưng mà khó bởi máy em cũng hơi hơi yếu. Em nói chung là di chuyển không thì tầm 100 mà bắn nhau 80. Đã học lớp thầy Tôm rồi thì em học được những gì rồi? Nói chung là em học được cái những cái cơ bản thôi, nói chung là như kiểu cái di chuyển này rồi là cái thủ sai, cái phối hợp kê để kê chỗ nào đấy, ví dụ thế. Với là đồng đội nếu mà đánh ti thì đồng đội setup bài như nào thì mình phải biết mình làm gì đấy, nếu mình tanker thì mình đi trước chết trước lấy thông tin cho đồng đội đằng sau đổi mạng bắn. Em có gì muốn gửi gắm tới khóa khóa 4 không? Rồi, khóa 4 là có gì
Học thì anh Tôm thì học xem anh check demo với là xem lỗi lầm nào thì mình tốt nhất là mình nên tự luyện tập hiệu quả nhất. Nhấn anh Tôm xong anh Tôm sẽ hướng dẫn lỗi là bài ra bài tập là làm bài tập. Khi nào cảm thấy cũng ok thì tốt nhất là nên học mới học. Chưa ok thì thôi. Trước khi học thầy tôi thì mức danh của em là mức danh gì? Độ vào bàn. Kết thúc khóa học thì mức danh em là mức danh gì? Em lên MG. Có lẽ là em tương đương cao hơn mà em vẫn thi. Em thấy học lớp thầy tôi học được những gì rồi? Em học về mấy cái cơ bản như kiểu đánh ti rồi CT rồi đặt tâm này check góc cái kiểu di chuyển rồi cung Conan nữa nè. Em cảm thấy những cái em học được nó có lợi ích gì cho em không? Thường thường thì lúc trước em bắn em không có để ý tới mấy kiểu là warm up rồi train đặt tâm rồi di chuyển cái kiểu là cái kỹ năng của em nó không được phát triển. Bây giờ em có điều gì muốn gửi gắm tới khóa 4 không? Găm tới khóa 4 á thì em cũng chúc cho mấy bạn chơi bớt bị tao chửi hơn với lại chăm chuyên vào nên làm bài tập tại vì Bài mình tập có nói quan đơn trọng giản không? thôi Làm bài tập có quan trọng không? bài tập quan trọng nè không có mấy bài tập đó thì kỹ năng mình không có lên được đâu. Mức danh bắt đầu của em trước khi học thầy tôi là mức danh gì? Nova 4 Thế mức danh kết thúc là mức danh gì? Đăng ký tốt nghiệp fix it cơ mà. rồi thì tốc độ bắt đầu là level 3 bây giờ level 5 Nói to lên xem nào. tốc độ level 3 bây giờ level 5 Thế học lớp thầy tôm thì em đã học những gì rồi? Học thì em học con này học đặt tâm này xong rồi học một chút về tâm minh nữa. bây giờ có điều gì muốn gửi gắm từ khóa sau không? Bạn nào làm thủ khoa khóa sau thì solo em với mình để mình còn học hỏi thế nhá. Bye thầy. Lúc bắt đầu học là em level mấy? Tức là Level 3 rồi. level 3. Thế lúc kết thúc kỳ học thì em level mấy? Bảy. Em thấy là học lớp thầy Tôn thì em học được những gì rồi? À, đầu tiên là em sửa được như là tham minh êm và hỗ trợ đồng đội và di chuyển. Bây giờ câu hỏi cuối cùng khá đơn giản phỏng vấn đấy, chỉ bằng đấy thôi. Thì em có điều gì muốn gửi gắm tới khóa 4 không? Bốn là khi đăng ký là phải học thật nghiêm túc và không được nhây. Thế có làm bài tập không? Có thầy, bảy em được tốt nghiệp gì thầy? Tốt nghiệp đại học. Em tưởng thầy bảo tốt nghiệp vợ thầy. Và bắn đến level 7 là có bắn stack hay là bắn solo ấy? Em bắn solo à? Toàn bắn solo, Thế toàn gặp nhiều. level 10. Thế thì mày là thủ khoa khóa này rồi. Không phải tốt nghiệp đại học Ý. nữa. Đó, vật tính là thủ khoa thì cũng không đúng. Bắn quá Ơ. mẹ Tết rồi còn đâu. Thế là không đủ, thế là không đúng. Hồi tốt nghiệp đại học được rồi thầy. Nếu mà tốt nghiệp trong thời gian quy định, tức là trong vòng 2 tháng anh dạy mày ấy, thì mới thành thủ khoa được. Mức danh bắt đầu của em là mức danh gì? Em bắt đầu là Rova 2 Còn mức danh kết thúc là mức danh gì? MG1 MG2 nên Để đi học thầy Tôm thì em đã học được những cái gì rồi? là em học cách cách bình tĩnh hơn này cách đặt tâm phản xạ cách nhìn map này cả cách nói chuyện đồng đội em sửa nhiều Bây giờ em có gì muốn gửi gắm đến khóa 4 không? thì là mong mong để khóa 4 là thành công hơn khóa 3 nói chung là em mong các bạn tốt nghiệp Bắt đầu trước khi học thầy Tôm thì em danh gì? hình như là siêu 4 anh này Thế lúc kết thúc thì em danh gì? là MG1. Em thấy em học thầy Tôm thì em học được những cái gì? Thật ra học thế tôi thì em học được khá nhiều cái. Nói chung là lúc mà em bắt đầu chơi game thì không biết một cái gì cả. Chỉ có lao vào bắn nhau như một thằng đần thôi. Sau đấy tôi học được nhiều cái, ví dụ là những cái cơ bản là đặt tâm di chuyển, Counter-Strike, aim thôi. Thế thì em có điều gì muốn gửi gắm đến khóa 4 không? Thật ra thì mấy anh em khoảng 4 nữa cố gắng học hành nó cẩn thận vào nhá. Ông tôi cái kiểu đã dạy anh em free rồi, anh em cũng kiểu ý thức một tí. Thế mức danh lúc em bắt đầu chưa học thì em bắt đầu mức danh gì? Lúc em chưa học á, Ừ. em chưa học vì MGE. Thế thì tốt nghiệp em lên DM rồi à? Em không 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 bắn mờ mờ mà em toàn bắn face sheet. Thì từ lúc Thế em phải khi lên được mấy? lên được 5 xong rồi tụt xuống 4. Bây giờ đang ở 4. Thế thì chưa chưa thế lúc bắt đầu là phải xem level mấy? Lúc bắt đầu với xem level 3 900 mấy. Thứ ba lên lên năm. Lên năm thì cũng cũng được. Thế bây giờ lúc lúc bắt đầu vào lớp là like em MGE, mức anh của khá là cao đúng không? Thế thì Thực lúc ra em nghĩ lúc đấy thì em chỉ cầm tầm AK lúa thôi. Còn nhưng mà rank lúc ấy em bắn lên MGE là lúc
năm ngoái rồi. Xong rồi bỏ bỏ một thời gian, xong rồi lúc đấy ôn thi học, xong rồi thi học xong thì chơi nhiều. Chơi nhiều xong rồi có một giai đoạn em cảm thấy em không lên. Thế là em bắt đầu đăng ký lớp của anh ấy, em học lại từ đầu. Lúc em chưa tham gia, lúc em tham gia vào em cảm thấy em học được gì không? Đấy nhá, thì lúc em chưa học anh đúng không? Thì suy nghĩ của em ấy chỉ là nếu mà bây giờ mình không muốn nghĩ nhiều đúng không? Nếu mà em ngày xưa em là một cái thằng nhá, nó cũng rất là thích kiểu như là học 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 nhiều cái ấy, xong rồi để mà cố gắng áp dụng vào game ấy. Nhưng mà em cảm thấy là em càng học nhiều thì cái lúc mà em xử lý nó hơi bị chậm ấy. Nên là em đang muốn cái hướng của em là đơn giản đã. Thì cái đơn giản đầu tiên nó hơi bị sai là em chỉ tập aim thôi. Tức là em kiểu như là lấy tay để đầu ấy. Đấy, xong rồi bắn bắn như thế bắt nạt được mấy thằng kiểu. Nói thẳng là em bắt nạt được mấy thằng level 4 level 5 luôn. Kiểu vào em cũng chả sợ ai đâu. Tầm level đỏ thì may ra em rén rồi, còn đâu mấy thằng vàng thì em vẫn bắn được. Kiểu vậy. Nói thẳng ra như thế. Nhưng mà kiểu chủ yếu là tập luyện ấy, nhưng mà mấy anh em stack cùng ấy cũng cũng kiểu như là không không try hard xong rồi. Anh hiểu mà, cái kiểu cứ bắn tay là cứ entry xong rồi kiểu điên 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 ấy. Thôi thua Em ừ xong rồi lúc em thua em mệt, em chán. Kiểu ý là em cũng không kiểu thái độ kiểu như là gờ gờ các thứ, em vẫn bắn đầy đủ, bắn vẫn bắn hết. Nhưng mà em thấy nó không ăn thua. Kiểu anh phải hiểu là mẹ nửa năm em đứng dậm chân ở cái level 4. Em thấy chán quá. Thế sau em bắt đầu bắn bắn solo, thế là bắn solo cũng gặp được mấy ông level 10. Mấy ông level 10 ông ấy dạy cho chơi game, nhưng mà cũng kiểu kiểu em không kiểu không không thích kiểu đấy, kiểu bị kiểu như là nếu mà chơi level 10 ấy, nếu mà không không hẳn hoi dễ bị kiểu ảo tưởng ấy. Có thể sẽ lên level ấy. Lúc đấy em lại lên 6, suýt lên 7. Xong rồi em cảm thấy là mình bắn lúc nào cũng cũng chỉ được kiểu như gọi là chưa được tròn vai. Em cảm thấy đều có giá trị lắm. Em cũng đều muốn giống mấy cái thằng kiểu anh biết bây giờ kiểu phế xịt phách cùng danh ấy. này Fake rank nhiều mà kiểu level em thấy nó khác nhiều ấy. Thật sự khá rất là là nếu nhiều, mà nó chỉ là những nếu cái nếu nó vẫn bởi vì thứ nhất nhá là em cảm thấy em nghĩ đơn giản hơn này. Và thứ hai em biết quan sát hơn ngày trước nhiều. Vì trước em cũng ít nhìn radar. Từ lúc anh đưa ra mấy cái bài tập ấy, em cố gắng về học 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 các thứ thì cũng thay đổi rất là nhiều luôn đấy. Thay đổi không không những là kiểu như là trong game nó còn ảnh hưởng ngoài đời ấy, kiểu chơi game là một chuyện xong rồi nó cũng có một số thứ đấy, phải cái việc quan sát cũng nó cũng liên quan đến đời thực đấy. Xong rồi skill em cũng lên, bởi vì skill nhá, nếu khi mà mình bắn tốt đẹp thì chắc là mình tỷ lệ bắn đầu nó ngon hơn. Bởi vì ngày xưa em nếu mà theo anh kiểu cái lối bắn kiểu cứ để tay thì cứ đứng cương không cũng em cũng không nghĩ đến chỗ ấy. Đấy là cái thứ hai nhá. Còn cái tiếp theo là em biết kiểu nghe đồng đội hơn đấy. Ngày xưa em cứ cậy em tay to xong em cũng chả chả nghe gì, em cũng thích làm theo ý em hơn ấy. Xong rồi Em có một điều gì muốn gửi gắm tới những bạn sẽ luyện tập và đang luyện tập để có thể đạt được đến trình độ người ta mong muốn không? nghĩ là có hai cái nhá. Một cái nữa mà cái mục đích của các bạn chơi game là gì đã, kiểu như là nếu mà các bạn kiểu muốn giải trí kiểu chỉ muốn for fun thôi thì em sẽ không nói. Còn nếu mà bạn nào mà thực sự muốn thắng ấy mà kiểu như là cũng game cũng ảnh hưởng đến 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 cái moment trong cuộc sống, kiểu như là chơi game thua thì chán hay thì nản mà ý chung là muốn thắng ấy thì các bạn phải bỏ thời gian ra mà luyện tập thôi. Thì trước khi tốt nghiệp thì mức danh bắt đầu em là gì? Hình như là AK lúa, bây giờ em đang DMG. Thế thì em thấy khóa học này đem lại cái kiến thức gì cho em? Thì em thấy học xong cái này thì em giao tiếp với đồng đội dễ hơn này, có co nhiều hơn này, với cả phối hợp với đồng đội. Thế thì em thấy cái quá trình mà em phát triển kỹ năng lên, em thấy mọi thứ nó có dễ không hay là khó? Lúc trước thì em đăng ký cái này để cái phối hợp với đồng đội ấy, nó cũng có hơi khó một tí, tại em cũng hay ngại giao tiếp. Thế thì em có một lời gì muốn gửi gắm tới những cái bạn về sau sẽ đã và đang luyện tập để lên danh không? Thì về cái phần luyện tập thì đầu tiên là em nghĩ mấy bạn ấy nên là luyện êm cho tốt đã. Cái gì điều gì khiến em
tin tưởng khiến em tiếp tục luyện tập mà nó giúp em đạt được lên DMG. Tất nhiên là để lên được từ Akalu lên DMG là nó phải có rất nhiều niềm tin và em phải có rất nhiều kinh nghiệm chắc chắn lắm. Bây giờ thì em nhìn lại hồi em cả Akalu với DMG thì giờ nó khác nhau đúng không? Có cái lời khuyên gì để mà để những người người ta chuẩn bị luyện tập và đang luyện tập người ta sẽ cố gắng được và người ta sẽ không từ bỏ? Thì em khuyên là những người đang luyện tập đấy nên chịu khó giao tiếp với đồng đội. Tại đây là game 5 người chứ không phải game cá nhân nhỉ. Thì việc giao tiếp với đồng đội sẽ khiến cái round đầu đấy dễ hơn, cũng như là cả trận đấu đấy. Và nếu mà có thua thì cũng không kiểu cay cú. Thế như lúc bắt đầu học thầy Tô thì mức danh bắt đầu của em là mức danh gì? Như là Nova 2. Mức danh cao nhất, thành tựu cao nhất em dùng để đăng ký tốt nghiệp là gì? M là MGE, còn Physics là level 6. Thế thì trong quá trình học thì em thấy mình học được những cái gì? Chắc là bật tốc này với cả mindset, cái tư duy chơi game. Em có muốn đôi lời gửi gắm tới những bạn đã và đang và sẽ luyện tập để đạt được mức danh mình mong muốn không nhỉ? Nếu mà bạn muốn đạt được mức danh tích ấy, thì cái việc của bạn chơi nhiều nó có đôi khi nó không giúp bạn chơi hay hơn, mà đôi khi bạn phải tìm hiểu kỹ về những cái gì bạn đang học. Và đối với em thì quan trọng nhất vẫn là đặt tâm và cái tham minh cơ bản của game. Thì khi mà nắm được những cái điều cơ bản rồi thì lên được DMG một cách đại đạo thì dễ. Nó những cái điều mà anh dạy thì nó đối với em nó rất dễ, bởi vì là mình chơi nhiều vậy thì tay mình sẽ quen. Còn đôi khi hiện tại thì thời gian em không có nhiều thì rất là khó để làm lại những gì mà mình cần ấy. Cái quan trọng của chơi CS này là mình chơi thường xuyên, bởi vì nếu mà bỏ được tầm ví dụ bỏ được một tuần đi thì khó để chơi lại để bằng trình độ những người player khác. Nghe mà vẫn lạ nhờ. Mẹ vãi, 3 lần rồi đấy. Không, lần đầu tiên là lên trình lần đầu tiên, lần sau là lên trình lần thứ hai. Đúng không? Còn đây không phải là liên trình lần thứ hai, đây chỉ là phỏng vấn confirm lại thôi. Tức là Fixit level nhanh cao nhất là lên được 9 này. Em quên mất, em nhìn 89 giống nhau. Đây nghe rồi. Em chào anh. Ok. Mức danh bắt đầu trước khi em học là danh gì rồi? Lúc bắt đầu thì kẹt ở Nova 1. Còn mức danh cuối cùng của em khi tốt nghiệp là danh gì? Bây giờ em đang BG. Thế thì trong quá trình tìm tòi và học hỏi thì em thấy là những cái vấn đề mà em tiếp cận thấy nó có khó không? Hay nó rất là đơn giản thôi? Bởi vì nếu mà em bỏ thời gian ra thì em có thể tiếp thu được. Em thấy cũng dễ. Em cũng bắn bình thường thôi. Mỗi ngày vài trận là cũng ok. Thế thì trong quá trình tiếp thu thì em thấy khó nhất là phần nào? Em thì thấy khó nhất là gặp đồng đội ấy, chứ còn bình thường em bắn thì cũng dễ. Em có lời gì muốn gửi gắm tới những bạn đang và sẽ luyện tập không? Để có thể đạt được mức danh mong muốn của mình. Thì em ban đầu em kẹt ở Nova 1 khá lâu, nhưng mà sau khi học lớp của anh Tôm thì em thấy cũng bắn thì nó cũng dễ hơn. Sau cứ bắn dần dần thì nó cũng sẽ lên thôi, chứ không phải không sợ nó không thể lên được. Ban đầu em cũng nghĩ là lên AK ấy, kiểu này no hope, nhưng mà sau cũng bắn dần dần thì nó cũng tự lên. Nếu mà nên... để anh nhận xét thì em là một trong những người có thể gọi là tiến bộ chậm trong cái mặt bằng trung bình của lớp, nhưng mà cuối cùng em vẫn sẽ làm được đúng không? Vâng. Thế nên là cái điều anh vốn dĩ từ đầu anh đã tin tưởng là vẫn là như thế, bởi vì nếu mà em bỏ công sức thời gian, là thực ra cái thời gian em đã nói với anh là em thực ra em bỏ ra không nhiều lắm đúng không? Vâng. Nhưng mà mình tích lũy kinh nghiệm với cả cái thời gian đấy mình tiếp xúc thì mình sẽ làm được. Nếu mà nói về chất lượng MBFC thì nói về chất lượng hiện tại thì nó sẽ không cao. Thế thì chúng ta sẽ hỏi sang danh Fixit. Thế bây giờ danh Fixit của em cao nhất đã từng đạt được là danh gì? Em lên level 5. Level 5. Thế em thấy nếu mà học theo thầy Tôm thì em cảm thấy em học được cái gì? Em học được kiểu bắn chuẩn chỉ. Nếu mà solo thì mình sẽ kiểu... biết nhìn map với cả co out đồng đội, kiểu nó kiểu chơi kiểu linh hoạt hơn, chứ không chỉ kiểu biết bắn với cả tem mình quen.
Bắn được kiểu linh hoạt kiểu đấy. Thế thì cái cảm nhận không, không, nó không nói cảm nhận đi. Bây giờ em muốn nhắn nhủ gì tới những cái bạn đã và đang sẽ cố gắng để leo lanh để hoàn thiện bản thân không? Thì em có một lời khuyên là chỉ cần học mấy cái kỹ năng cơ bản sau rồi của thầy Tôm dạy sau rồi vào kiểu MM hay là Face thì cứ tự solo thế sau rồi dần dần thì nó cũng sẽ lên trình thôi, còn tập êm thì nó chỉ là một phần thôi, mình kiểu càng bắn nhiều thì mình sẽ càng quen. Từ Nova lên MC nó là một cả một quá trình em, nhưng mà trước khi mà em bắt đầu học em thực sự có tin không? Em thực sự có nghĩ là nếu mà em là Nova, bản bản thân em nghĩ tới bản thân em về cái vị trí lúc đấy, em có nghĩ là mình sẽ có lên nổi, có cái ngày hôm nay không, lên nổi cái danh MC không, và có hoặc bắt đầu đến Lúc ngày hôm đấy nay không? thì em chỉ nghĩ là bắn được lên tầm AK là hạnh hạng lắm rồi. Sau nếu mà chắc là không không có cái lạm phát rank thì chắc rồi em cũng không lên đâu, chắc là chỉ tầm AK hoặc rank đen cùng á. Nhưng mà bắn bắn level 5 là nó cũng đâu ấy ngang khoảng DMG với LE rồi. Level 5 thì cũng ok nhưng mà em thấy bắn 128 tích nó cũng khác với 64 tích ấy. 64 tích nó kiểu chậm chậm, nó sẽ kiểu thuần êm hơn là 128, nên là nhiều cái bắn nó cũng khác khác, cảm giác nó khác. Nhưng mà nếu mà tầm em thì video nào của thầy em xem hết, nên là cảm thấy mấy cái cơ bản của mình nếu mà mình bắn chuẩn chỉ thì cũng ok được hết, còn nhiều lúc ngáo ngáo thì nó lại khác rồi.